Xin chào tất cả mọi người nha. Ngày mới chúc mọi người có một ngày thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc nha. Hôm nay tiếp tục thăm bảy nha mọi người. Nay đi xa nhà mọi người ơi. Nay quà đặt nhảy mương quá, nay đem theo cái móc. Đây là cây bắt rắn của mình nha. Đem theo cái móc, đang móc chứ nhảy mương không nổi. Hy vọng là nay gặp may mắn nha mọi người. Nay ta dặn hai người ta dặn 5 kg nha mọi người, 5 kg chuột mà không biết ngày nay được mấy con đang biết. Mày giấy hên có giao cho người ta nha mọi người. Rồi, để tới cái bẫy rồi quay cho mọi người xem nha. Đây, cái vỏ huyền thoại của mình rồi. Đây. Đó có vỏ sách nha mọi người. Đây chỗ lạ. Vỏ sách của mình đây, vỏ sách huyền thoại. Trời, khai trương cái đầu tiên, rất lớn luôn. Rất lớn cái đầu tiên, hết ham rồi. Trời ơi, hai cái không có luôn, kỳ vậy ta. Đằng này ngon quá kìa. Hai cái trứng lớn rồi. Trời, nãy giờ mới dính đó mọi người. Cái này là cái thứ 5 hay thứ 6 gì mới dính nè. Nè. Một em chuột cơm nha mọi người. Cái thứ 5 mới dính được con. Sập rồi mới dính không. À dính được chục cơm. Cái móc mà giỏi cũng không tới. Qua nhảy muốn chết luôn. Đây. Chục cơm chần chần luôn nha mọi người. Tới đây mới nhẹ thở ra. Nãy giờ 5 cái con thấy hiệu quả này. Đây dính một em chuột cơm nữa nha mọi người. Trực lớp cái đường ngon quá mà. Không đi. Trớt không mọi người ơi. Nó ra mấy bờ này ngon lắm. Sao kỳ ta. Không lẽ có người gài nào nhát gì trời. Rồi, cuối cùng dính được em. Nãy giờ bự ghê mọi người. Được cái chuột bờ này con nào nấy bự bự không à. Con đáng con. Rớt nữa. Ây da. Cực khổ quá. Ở đây. Dính đường em. Ồ, bự quá mọi người. Lỗ xe chạy. Chết nữa rồi. Mấy điểm này đáng ra ngon lắm mới đúng chứ. Thì mà chết chết không? Kỳ quá. Chết luôn. Rồi còn có 4 cái bẫy nữa mọi người. Còn có 4 cái bẫy nữa mà mới có 5 con chuột hả? Tiêu rồi. Bữa nay không gặp may mắn rồi. Đi xa mà trúng cái đám này không ngon.
qua gài tưởng đá mình lý tưởng nha. Đây là trớt nè, rồi xong trớt nữa luôn, xong xà bông bữa nay rồi. Đây cái cuối cùng luôn mọi người. Ai, cuối cùng dính được em. Chuyện gì là 6 con. Để ra ngoài cho mọi người xem kết quả luôn ha. Hai em, ba em, bốn em, năm em, sáu em mọi người ơi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Sáu em này 1 kg. Đã ghê không? Mày về rộng lại luôn mọi người ơi. Còn thiếu 1 kg nữa. 2 kg luôn chứ. Đâu đủ dao đâu. Đã ghê không? Con nào nói mập lù. Rồi xin tạm biệt mọi người nha. Xem video hãy cho một like và đăng ký kênh để ủng hộ nha mọi người. Bờ này im quá rõ cuộc. Dở.